Trong tiết học toán này, cô và các bạn học sinh khối 5 trường tiểu học Trung Nhất sẽ cùng nhau đi tìm cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số qua bài mới có tên là Nhân số đo thời gian với một số. Ví dụ 1. Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian? Theo các bạn, trung bình người thợ làm xong một sản phẩm hết bao lâu? Đó là 1 giờ 10 phút. Vậy muốn biết làm 3 sản phẩm như thế hết bao lâu? Theo các bạn học sinh khối 5 trường tiểu học Trung Nhất, chúng ta phải làm phép tính gì? Đó chính là phép nhân của một số đo thời gian với một số đó các bạn ạ. 1 giờ 10 phút nhân với 3. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân số đo thời gian với một số nha. Bây giờ mình sẽ đặt tính. Sau đó mình lần lượt nhân từ phải qua trái. Thì 10 phút nhân với 3 mình được 30 phút. 1 giờ nhân với 3 mình được 3 giờ. Và kết quả cuối cùng là 1 giờ 10 phút nhân với 3 bằng 3 giờ 30 phút. Bây giờ mình cùng nhau bước qua ví dụ 2 nha. Ví dụ 2, mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian? Cô có tóm tắt sau. Một buổi Hạnh học 3 giờ 15 phút. Bây giờ 5 buổi. Hỏi Hạnh học hết bao nhiêu thời gian? Vậy theo các bạn, mình sẽ thực hiện phép tính gì? Đó cũng chính là phép nhân số đo thời gian đó các bạn. Bây giờ các bạn học sinh khối 5 trường Trung Nhất hãy thử đặt tính và tính như ví dụ 1 nhé. Và đây là bài đặt tính của cô. Sau khi đặt tính xong, ta có kết quả là 15 giờ 75 phút. Thì ta thấy rằng 75 phút lớn hơn 60 phút, tức là đã lớn hơn 1 giờ. Thì bây giờ ta sẽ đổi 75 phút bằng 1 giờ 15 phút. Thì khi đó kết quả cuối cùng của ta sẽ là, vậy 1 giờ 10 phút nhân 3 bằng 16 giờ 15 phút. Để nắm vững hơn kiến thức mà mình vừa mới học, bây giờ chúng ta cùng nhau bước qua phần thực hành. Các bạn làm bài vào vở và sau đó kiểm tra lại qua đáp án của cô nha.